Thật sự thì Quân là một trong những fan của phim thần thoại, và nhất là phim của tức là phim về những cái gì đó mà nó hơi về cổ xưa một chút của Trung Quốc, thì cũng rất là mong đợi cái bộ phim lần này. Cảm xúc đầu tiên thì chắc chắn là đang lên kế hoạch là đi coi lại lần thứ hai, mà có thể là còn nhiều lần nữa, bởi vì có thể nói nếu mà đây là một bộ phim mà dành cho khán giả châu Á là rất phù hợp. Mình thấy rằng là không có gì để mà phàn nàn, tất cả mọi thứ đều là rất là tuyệt. Phúc rất là thích bộ phim này, Phúc nghĩ rất là tuyệt vời.如果我其实不是你看到的样子，你还会爱我吗？不要轻易相信眼睛看到的。大师，我娘子呢？是不是被白蛇给吃了？白蛇就是你娘子，你取了一条千年蛇药。 变成怎样，我都会爱你。